Xin mến chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 âm lịch các bạn nhá. Đây, nay là Tết âm lịch, Tết cổ truyền Việt Nam. Các bạn nghe trong điện thoại chắc chắn là đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ rồi. Hôm nay đội của DVH Audio cũng chẳng có ai, tại vì nhân viên nghỉ hết rồi. Đây có mỗi hai anh em thôi, hai anh em trai của mình thì đi xem bắn pháo hoa, nhưng mà khổ nỗi đây các bạn nhìn này, nhìn trong camera này đấy, nhìn thấy không đấy, tắc đường đang ở bên khu Hồ Tây đây, đèn xanh đèn đỏ các bạn đây, tắc đường rất là dài, tắc đường không thể nào mà đi được luôn, rất là đông người cũng dừng lại để xem bắn pháo hoa, mình ra để xem bắn pháo hoa, cuối cùng tắc đường nhưng mà không thể vào được. Đây này, bị cái tòa nhà này nó che mất đấy các bạn thấy không đấy, cái tòa nhà kìa. Đấy, bị cái tòa nhà cao này, đã cao này còn to tướng nữa, nó che mất, thành ra là mình tắc đường, mình đứng ở đây không xem được pháo hoa gì cả mà chỉ được nghe pháo hoa thôi. Đây không biết, đây cho nhìn các bạn nhìn ở trong cái nhà kia có thấy lấp lánh rồi. Đấy đấy, nó lấp lánh đấy là do cái gương, các cái ô cửa kính ấy, các ô cửa kính của cái nhà đấy là nó đang phản lại cái pháo hoa bên kia. Đấy, pháo hoa nó bắn ở bên kia. Do cái nhà cao tầng nó che hết thành ra là không xem được. Còn là vui vui rảnh rỗi thì làm clip lên đây cho các bạn các bác xem thôi. Và cũng là cái clip đầu xuân năm mới thì ôi ôi đấy, vừa nổ mấy quả to quá. Đấy, nổ to quá các bạn này. Thấy không nhỉ? Thấy không? Đấy đấy đấy, hơi thấy. Ôi nổ to quá các bạn ơi. Đấy, nổ to không? Ôi nổ to thật đấy. Đấy mấy cái quả người ta bắn cao rồi. Đấy, mấy cái quả nổ to nó bắn cao rồi. Thấy không? Huân thấy nổ giòn không? Đấy. Đấy, nổ nghe phê nhờ. Đấy, bảo cái loại này nó lổ, nó mà lổ ở gần nhà thì chắc vỡ cửa kính mất. Nghe cái âm thanh, áp lực âm thanh nó mạnh thật. Ở các cái hệ thống âm thanh sân khấu lớn nhưng mà chắc là cũng là tiếng vang chắc oánh được độ 2-3 cây số. Còn bọn pháo hoa này nó mà nổ thì chắc là phải đến 10 cây vẫn nghe tiếng mất. À, nó bắn đã cao, nó lại còn cái sức ép của thuốc nổ ấy, nó tạo ra cái áp lực không khí ấy, rất là lớn. Ôi dồi ôi, cái tòa nhà kia lại chắn hết cái buổi xem pháo hoa của anh em tôi rồi. Đây, mắc kẹt các bạn ạ, hôm nay đi xe máy. Biết là hôm nay đường rất là đông nên là đi xe máy. Đội của mình đi xe máy để cố để len vào để xem. Cuối cùng là cũng mọi cố gắng đã thất bại, không thể vào xem được rồi. Đấy, tự dưng dừng rồi, tự dưng không thể bắn nữa nhỉ. Mới được có mấy phút thôi nhỉ? Tự dưng không thấy bắn nữa rồi. Đây, rảnh làm clip lên đây. Chúc các bạn khán giả yêu quý của kênh nhá, thật là vui vẻ, thật là mạnh khỏe. Đầu xuân năm mới thì ăn Tết thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Và sang năm tới thì DVH Audio sẽ có nhiều các cái chương trình khuyến mãi. Và sẽ đặt ra những cái mục tiêu, phương hướng kinh doanh mới. Đấy, người ta lại bắn loạt nữa này. Và tất cả thì cũng hướng tới là cái lợi ích của khách hàng, hướng tới lợi ích, cái sự thỏa mãn, cái sự thỏa mãn của khách hàng thì chính là niềm vui của DVH Audio. Tại vì nói thật với các bạn là mình rất là yêu nhạc, yêu ca hát, nên là mình bán thiết bị âm thanh. Ngày trước là mình hay hát lắm. Đấy đấy, lại bán rồi. Sẽ thấy không? Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy, ôi nổ quả vừa rồi, nổ to quá. Đấy đấy, nổ to. Ôi. Đấy các bạn ơi, pháo hoa nổ to thật, đứng ở đây mà mình còn cảm giác như là cái tiếng nổ của nó cảm giác rung ấy. Phê, phải nói là đi xem bắn pháo hoa rất là phê. À, ngày xưa mình trẻ con, mà ngày xưa trẻ con thì cũng hay đốt pháo diêm, pháo tép thôi. Nhưng mà bây giờ lớn thì người ta cấm pháo rồi, không được đốt pháo nữa. Bây giờ không được đốt pháo nữa rồi các bạn ạ. Đấy, cầm điện thoại hôm nay thì đang quay bằng camera trước, quay mỏi tay quá. Quay mỏi tay. Đấy, Huân cười ấy, chào khán giả cái. Đấy, đây là thằng em ruột của mình các bạn ạ. Đây là em ruột của mình. Ui, quả vừa rồi, ui, bắn cao chưa? Đấy, đấy. Ui, to quá. Đấy, quả vừa rồi bắn to. Phê, nó đi xem bắn pháo hoa rất là phê các bạn ạ. Trời ơi, cầm quay bằng camera trước mỏi tay quá. Sáng mai mùng 1 mình mà rảnh thì mình lại đưa clip lên cho các bạn xem nhá, lại làm clip mới. Còn cái này thì chắc là dừng lại tại đây thôi, tại vì đang quay bằng camera trước rất là mỏi. Ấy, ui, to chưa? Ui, quả này bắn cao này. Ui, được ấy. Rất là phê các bạn ạ. Ui, bắn dồn dập luôn, giòn dã, rất là phiêu. Đấy, là một tràng pháo tép rồi.
Ôi mấy quả vừa rồi bắn to thật, bắn cảm giác nghe pháo nổ rung tim luôn. Phê quá, phê quá. Thôi, xin tạm dừng clip tại đây nha. Sáng mai, sáng mùng 1 rảnh rảnh lên clip tiếp theo. Chúc mừng năm mới các bác nha. Xin chúc tất cả các bạn khán giả yêu quý có một cái Tết thật là vui vẻ, thật là bình an bên gia đình và người thân nha. Xin chào và hẹn gặp lại.